Thừa cơ hành động, chiến dịch Ukraine chưa kết thúc, Nga đã nhắm đến mục tiêu tiếp theo. Chuyên gia tin rằng trong trường hợp chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đạt được mục tiêu đề ra, Nga sẽ tự tin trong việc nhắm đến một mục tiêu mới ngay sau đó. Mục tiêu sau chiến dịch Ukraine. Khi chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn còn đang tiếp diễn, việc dự đoán kế hoạch tiếp theo của Nga là điều còn quá sớm. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng người Mỹ lúc này cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi Moscow nhắm đến mục tiêu mới. Theo Walter Bebrich, giám đốc sáng lập của nhóm nghiên cứu Bắc Cực, mục tiêu tiếp theo của Nga chính là vùng cực phía Bắc của trái đất. Chuyên gia này lý giải rằng nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng ngày nay bắt nguồn từ việc Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đưa Ukraine trở lại quỹ đạo của Nga. Với thời kỳ đỉnh cao, đế quốc Nga trải dài trên các phần phía Bắc của châu Âu và châu Á, chiếm gần 1/6 diện tích trái đất. Lãnh thổ nước Nga khi ấy không chỉ bao gồm lãnh thổ hiện tại, mà còn cả Ukraine và Phần Lan, cũng như nhiều quốc gia khác ngày nay. Năm 2005, Tổng thống Putin từng gọi sự sụp đổ của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20. Năm ngoái, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh những gì được xây dựng trong hơn 1.000 năm qua đã bị mất đi phần lớn. Chuyên gia Bebrich tin rằng trong trường hợp chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đạt được mục tiêu đề ra, Nga sẽ tự tin trong việc mở rộng hơn nữa ảnh hưởng ở Bắc Cực. Chạy dài theo biên giới trên biển của Nga và Mỹ, đây là con đường thương mại hàng hải ngắn nhất nối châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, nơi có gần 1/3 lượng hydrocarbon chưa được khai thác trên thế giới. Phân bố phong phú, lượng cá và các khoáng chất đất hiếm cũng như là nơi chứng kiến sự cạnh tranh của cả Trung Quốc và Nga, NATO. Tại Bắc Cực, Mỹ và NATO phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt, đó là không gian cơ động hàng hải mà liên minh sao nhãng trong 30 năm qua hiện đã bị lấp đầy bởi các năng lực quân sự dày đặc của Nga và các lực lượng ra bờ của Trung Quốc. Tổng thống Vladimir Putin đặt niềm hy vọng vào Bắc Cực, nên đã dành nhiều tâm huyết xây dựng một hạm đội Bắc Cực, một chuỗi các cảng dọc theo bờ biển phía Bắc và các dự án thăm dò năng lượng đầy tham vọng. Nga cũng muốn bảo vệ khả năng triển khai sức mạnh quân sự từ Bắc Cực đến Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực tới châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO. Và một phần quan trọng đó là đảm bảo khả năng tấn công của các tàu ngầm tên lửa đạn đạo trên bán đảo Kola, nơi đóng quân của 2/3 lực lượng tàu ngầm hạt nhân và hạm đội hải quân hùng mạnh nhất của Nga. Đề phòng lẫn nhau. Một trong những lý do khác nữa khiến Nga thắt chặt khu vực này có liên quan đến Phần Lan và Thụy Điển. Chiến dịch quân sự ở Ukraine đã mở ra khả năng Thụy Điển và Phần Lan sớm trở thành thành viên NATO. Nhưng cũng giống như Ukraine, việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh là làn danh đỏ đối với Nga. Như Điện Kremlin đã cảnh báo vào tuần trước, điều này sẽ dẫn đến những hậu quả chính trị và quân sự nghiêm trọng. Một thử thách lớn khác cho phương Tây là eo biển Bering. Trong những thập kỷ tới, eo biển Bering rất có thể nổi lên như một tâm điểm hàng hải quan trọng trên toàn cầu, nối châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Eo biển Bering cung cấp cho Nga khả năng điều động lực lượng từ Bắc Cực sang Thái Bình Dương và ngược lại. Tuyến đường cũng mang đến cho Nga một đòn bẩy chiến lược để đóng cửa hoặc kiểm soát eo biển. Ngoài ra, quần đảo Svalbard của Na Uy cũng được cho là một địa điểm quan trọng. Nga muốn khai thác các mỏ khoáng sản và năng lượng lớn xung quanh vùng biển Svalbard. Và từ góc độ quân sự, Svalbard rất quan trọng vì có vị trí chiến lược giữa biển Barents, Greenland và Na Uy. Ai nắm giữ Svalbard sẽ kiểm soát cửa ngõ quan trọng từ biển Barents đến Bắc Đại Tây Dương. Và đối với hạm đội phương Bắc của Nga, đảo Gấu nằm giữa lục địa Na Uy và hòn đảo cực nam của quần đảo này là chìa khóa để tiến hành các hoạt động chống xâm nhập và mở rộng trên các khu vực hàng hải xa hơn về phía nam, có khả năng đe dọa NATO. Chuyên gia Burbrick cho rằng, khi Nga đã lên kế hoạch rõ ràng cho các hành động tiếp theo, phương Tây có lẽ phải sớm chuẩn bị ứng phó cho tình huống ở Bắc Cực trong tương lai. Giữa lúc giao tranh ác liệt, Nga đảo quân bất thường, chiến thuật mới hé lộ ở Ukraine. Một số dấu hiệu cho thấy có vẻ như lực lượng Nga ở Ukraine đang chùn bước, tuy nhiên có khả năng Moscow đang tận dụng thời gian chờ quân tiếp viện đến. Nga đang tăng thêm quân. Hôm 17 tháng 3, hình ảnh của các lực lượng Nga với xe tăng và các loại thiết giáp nặng rầm rộ rời khỏi khu vực Ossetia ở Georgia tiến tới mặt trận Ukraine đã được ghi lại. Đoạn phim được đăng nhiều lần trên mạng xã hội và mang đến những tranh cãi khác nhau, trong đó nổi bật với ý kiến cho rằng dường như sau 3 tuần giao tranh ác liệt, Moscow đang tìm cách củng cố lực lượng ở Ukraine bằng cách đưa thêm quân mới từ nơi khác đến. Một số coi đó là dấu hiệu cho thấy Nga đang chùn bước, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi. Liệu chu kỳ đàm phán giữa Nga và Ukraine có phải là để tận dụng thời gian chờ quân tiếp viện đến hay không, theo Financial Times? Ngay cả trước chiến dịch ở Ukraine, một số nhân vật quân sự như tướng về hưu David Petraeus, kiến trúc sư chiến dịch Mỹ ở Iraq năm 2007-2008, vẫn cho rằng Nga thiếu lực lượng cần thiết để tiến hành.
Bộ Quốc phòng Anh mới đây tuyên bố Nga đã tìm cách tăng thêm binh sĩ để củng cố và thay thế những tổn thất về mặt nhân sự ở Ukraine. Để làm được điều đó, Moscow đang triển khai các lực lượng từ xa như quân khu phía Đông, hạm đội Thái Bình Dương và Armenia. Bên cạnh đó là tính đến các phương án lính đánh thuê và lính tình nguyện Syria và những nơi khác. Mỹ ước tính cho đến nay đã có khoảng 6.000 quân Nga đã không qua khỏi. Người Ukraine tin rằng con số này còn cao gấp đôi. Ngược lại, vào ngày 2 tháng 3, Moscow cho biết lực lượng nước này chỉ có 498 người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong các cuộc xung đột vũ trang, số người bị thương thường gấp vài lần số người đã không qua khỏi. Dù con số vẫn chưa thực sự rõ ràng, giới quan sát vẫn cho rằng lực lượng tiến công ban đầu gần 200.000 người của Nga đang gặp khó trong việc duy trì các tuyến tiếp tế và bao vây để kiểm soát các thành phố lớn. Người Nga đang thiếu rất nhiều nhân lực, họ đã tiến theo nhiều trục và phân tán lực lượng. Jack Squalling, thành viên nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia cho biết, mặc dù quân đội Nga tiếp tục tấn công ở phía Nam và Đông Nam, các cuộc phản công của Ukraine đã làm chậm lại nỗ lực của Nga nhằm vào Kiev. Kéo dài thời gian, Chris Domeli, cố vấn của 4 cựu tổng thư ký NATO về các chiến thuật quân sự của Liên Xô và Nga, lập luận rằng vấn đề nhân lực của Nga đã bị kéo dài nhiều thập kỷ. Ông nói rằng các hoạch định quân sự của Nga từ lâu đã nhận thức được những hạn chế của việc sử dụng quân lính nghĩa vụ, có động lực về tinh thần không cao. Việc Nga sử dụng pháo binh và tập trung vào các công nghệ tự động để giảm bớt sự phụ thuộc vào lính mới trên tiền tuyến. Ở khía cạnh nào đó, trong nhiều năm, người Nga đã xây dựng một quân đội hạn chế binh lính nhằm hạn chế tổn thương. Donnelly nói, đồng thời lưu ý rằng chiến dịch ở Ukraine đã phơi bày điều này. Các nhà phân tích nói rằng quân đội được đưa đến từ quân khu phía đông của Nga thường được coi là kém hiệu quả hơn so với các đơn vị được chuẩn bị tốt hơn từ quân khu phía tây. Ngay cả việc sử dụng các chiến binh tình nguyện nước ngoài, chẳng hạn như 16.000 người Syria mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine cũng chỉ mang lại giải pháp một phần. Các chiến binh đến từ châu Phi nhiệt đới hoặc những người từng chiến đấu ở các vùng sa mạc ở Trung Đông có thể kém hiệu quả hơn trên chiến trường Ukraine. Không có kinh nghiệm chiến đấu nào sẽ phát huy, họ không quen thuộc với địa hình và không có liên hệ chặt chẽ cũng như động lực, Watting nói. Anthony King, chủ nhiệm bộ môn chiến tranh tại Đại học Warwick, cho rằng các cuộc đàm phán rời rạc giữa Ukraine và Nga có thể là một dấu hiệu cho thấy Moscow đang tìm cách có thêm thời gian để tái nạp chiến dịch. Tại thời điểm này, điều đó giống như một sự tạm dừng chiến thuật, King nói, cho phép các lực lượng Nga tập hợp lại, củng cố và sắp xếp hậu cần. Về phần mình, Nga vẫn khẳng định chiến dịch quân sự đang đi đúng hướng và không gặp nhiều khó khăn. Hôm 16 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang theo đúng hướng. Ông Putin cũng tuyên bố Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine, nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch để đạt được mục tiêu bao gồm tình trạng trung lập và phi quân sự hóa ở quốc gia láng giềng. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moscow đã trụ vững được trong cuộc chiến tranh kinh tế chớp nhoáng khi phương Tây áp một loạt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt.